Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay rảnh rỗi, còn mấy máy chưa dọn luôn, nhưng mà giờ tự nhiên hứng lên. Em lấy con máy Tanaka cổ anh chị, nòng 36 ly 30cc. Trong cái nòng có để 30cc luôn anh chị, nòng lấy da bằng. Mét in da băng luôn anh chị. Máy này đề cổ anh chị. Dít lửa em lên đi xe rồi anh chị. Lên chế 430 luôn. Nhưng mà cái này em chế vô cái xe hai bánh để chạy chơi chơi nha anh chị. Xe nhỏ nhỏ, xe cốc ti á, cốc bi á. Chiếc cốc ti gì, cốc bi gì đó. Đó. Em mở được chạy lên hết cỡ luôn. Từ 30cc mà em mở lên là nó cỡ, nó lên đạt cỡ 50cc á anh chị, có thể là hơn 50cc, nhưng mà em không lên trái nha anh chị, em không lên trái nha, đó, không lên trái bít tông á. Nè em tăng được chạy nè, em mở được hút nè, anh chị thấy không kìa. Cái lỗ này là lúc hồi nãy là lỗ mấy, hai cái lỗ này nhỏ lắm nha anh chị, cái này là em chưa mở hết đó nha, em mở vừa thôi, mình mở vừa theo công suất thôi, chứ anh chị mở hút là nó bị mà ù nha. Đó. Đây là cái lỗ xả nè, lỗ bô. Cái lỗ bô nó hồi nãy thịt nó dày tới đây nè anh chị. Đó, tới đây nè. Mở ra đây cũng bự lắm, tính ra nó cũng bự lắm mà không có đo nữa. Tại em mở em nhìn biết. À, đây là cái lỗ xăng. Là cái lỗ hút. Bây giờ ngứa luôn luôn. Gãi cái. Đó, cái lỗ hút nó nhỏ lắm nha anh chị. Bây giờ em mở là chập vàm luôn rồi đó. Đó, mấy cái này là mấy cái cũ cũ nó nè, em bỏ hết, em lên chế ấy luôn, bô nè anh chị, bô cổ nè, bô một xíu à, thấy không, nãy cái lỗ bô nó bao lớn như nè, đây là em cho anh chị xem, không, cái miếng gòn này bự nha, chứ hồi nãy là cái lỗ này nó có chút ép anh chị, em mở ra bự cho bá luôn á, cái gòn này bự rồi đó, gòn nó bự sẵn, hồi nãy cái lỗ nó xíu. À, anh chị thấy cái mí gòn có đây luôn biết nè, thấy không? Đó, nhưng mà mí gòn bự sẵn, cái hai cái lỗ này em móc ít lắm nha, em móc lên xuống nè. Em chọt tăng đường chạy hết cỡ luôn anh chị. Nhưng mà cái này là em làm để chế xe chạy chơi nha, em thử nghiệm nha. Tại vì em làm mấy cái xì bo thì nó quen rồi, còn cái cỏ này em chưa có tăng nhiều như cái này nha. Cái này là cắt cỏ là em tăng là nó gần tối đa luôn anh chị. Nhưng mà còn nữa nha, còn mấy chiêu nữa, nhưng mà em tăng nhiêu thôi, quá chạy nổ máy luôn á. Đó. Em mở lên cho cỡ 50cc á, nó là 30cc nha anh chị, cũ nó là 30. Mà em mở cho nó lên 50cc, khoảng 50 hoặc hơn. Nhưng mà cũ đó thì nó không hao xăng anh chị, nhưng mà mở kiểu này là nó rất là hao xăng nha. Mình tăng đường chạy này là nó hao xăng hơn cái nhà sản xuất nha anh chị. Nhà sản xuất bây giờ nó 50cc đi, nó chạy là nửa tiếng là 1 lít xăng đi, đúng không? Mà anh chị mở cái này lên á, nó 30cc mà anh chị mở lên là tại vì mình đâu có tăng đường chạy đường khí nén đâu, đường nén của bê tông đâu, thì mình tăng đường hút xả đó, thì nó lên 50cc thì buộc nó phải là nửa tiếng là khoảng 1,5 lít xăng đó, nó phải hơn gì đó. Nhưng mà rất là lẹ anh chị. Nhưng mà anh chị mà tăng cái đó là chạy cái máy khó ban lắm, nó không có ban được, tại nó dư nhiên liệu đó. Mà anh chị chọt mấy cái này là phải đúng nha anh chị. Này, cái này làm chọt hết luôn nè. Cái máy móc tay sáng nó không có, em móc bằng này nè. Đó. Mà sáng không có, tại vì em để Sài Gòn rồi, bữa em đi em làm mấy xì bo đó rồi em bỏ Sài Gòn rồi đó. Thì bây giờ em mới tới đây thôi. À, để em cho nổ xong em quay cho anh chị xem. Là chiếc này là em đi bô tăng luôn á, cái bô công gì nè. Đó, em có mua cái bô trên mạng rồi mà sao chưa gửi vô tới nữa. Em đi cái chế này nè. Chế 430. Bây giờ cái chế này là mới ra, cái kim nó lọt 500 đây nữa ha.
chế Master nó cũng Mitsu Yama anh chị, cái này thương hiệu cũng được lắm anh chị. Đó. Cái này là nữa là em đi cái Boe này là cái Boe nó có cái họng này nó lo ra như cái lo giống như mấy anh chị thấy mà bên Thái Lan rồi đó, hoặc là mấy cái xe độ của Thái Lan, hoặc là ở mấy cái vỏ lãi ở Kiên Giang rồi đó, Thái Lan rồi đó chạy đó là nó có lo kèn anh chị. Cái lo kèn là nó nạp ghê lắm nha. Nhưng mà mấy cái đó là mình chạy xong chạy đường bộ rồi được, chứ anh chị phát cỏ là không được đâu nha, nó hút bụi cát không à. Phát cỏ nó hút cát không à. Xe nó chạy đi ta nó đi á, xe nó chạy đi nó không hút được cát, nó hút mà ít. Nó là xe lo kèn á. Rồi đem thử rồi xong rồi cái để nếu mà xong để tới chiều nó nổ được thì em quay cho anh chị xem thử. Mà chưa có bô, để tới chiều chắc chưa có bô rồi, chỉ cho nổ thử thôi. Mà nó tặng ghê lắm nha, nếu mà gáp kiểu này vô là tặng ghê lắm. Rồi thôi em quay tới đây nha, để em làm tiếp. Rồi em chào.